Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử. Vòng 35 ngoại hạng Anh đã có cái sự chuyển biến trong nhóm tham dự Cúp Châu Âu của mùa tới. Ở trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến hai trận cầu hấp dẫn của đấu trường Premier League. Cặp đấu đầu tiên được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút khi Arsenal đã có chuyến làm khách trước Newcastle. Ở cái trận đấu này thì Newcastle cũng đã thất thủ 0-2 trước những pháo thủ ngay trên sân nhà của mình. Và nếu như những ai đang theo dõi kênh của Tôn thì chúng ta cũng đã ăn được full kèo trên video với hai cái mã kèo xỉu hiệp 1 và xỉu cả trận. Còn anh em đang đồng hành cùng với Tôn trong nhóm thì hôm qua cũng đã ăn tưng bừng ở cái trận đấu này. Không những là những cái mã kèo mà Tôn đã lên trên video cho anh em, mà những cái lần nhồi kèo trong trận đấu cũng đều mang lại những cái thành quả tốt đẹp cho mọi người. Ở phút thứ 14 của trận đấu này, khi mà Odegaard đã ghi cái bàn mở tỷ số cho trận đấu, Tôn cũng đã tiếp tục nhồi cho anh em chơi thêm 4 cái mã kèo là xỉu 1.75 bóng hiệp 1, xỉu 3.5 bóng cả trận và xỉu góc 7 hiệp 1, cũng như là xỉu góc 13 cả trận và Newcastle chấp góc. Với những cái lần nhồi kèo như vậy thì cũng đã mang đến cho toàn thể anh em chơi trong nhóm có được cái chiến thắng tưng bừng trong cái trận đấu này. Tiếp đến là cái trận cầu giữa West Ham với MU. Với những cái cơ hội thật sự là rõ ràng dành cho MU, thế nhưng một ngày kém may mắn khi cột dọc cũng như là xà ngang cũng đã từ chối rất nhiều cơ hội dành cho Quỷ Đỏ. Và cuối cùng thì họ cũng đành ra về với cái trận thua 0-1 đầy cay đắng trước West Ham. Ở trận đấu này trên video thì chúng ta cũng đã thua toàn tập ở 3 cái mã kèo. Như vậy tính ra thì hai video hôm qua chúng ta cũng đã hòa với một ăn và một thua. Và cũng chính vì hai cái trận đấu đã kết thúc với tỷ số như vậy, lên ngoại hạng Anh lại càng tăng thêm cái sức nóng anh em nhé. Chiến thắng trước Newcastle cũng đã giúp cho Arsenal có được cái hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Họ vẫn đang bám đuổi rất sát với đại kình địch là Man City. Còn trận thua của Chelsea cũng như là trận thua của MU thì cũng đang tạo cho cái điều kiện có được cái cơ hội lùi tiếp giấc mơ tham dự cúp C1 châu Âu mùa tới, khi mà Liverpool cũng chỉ cách MU có một điểm mà thôi. Chính vì thế những cái trận đấu tiếp theo của những ông lớn trong nhóm dự cúp châu Âu mùa tới ở những cái vòng cuối cùng sẽ vô cùng là kịch tính và đáng được người hâm mộ mong đợi anh em nhé. Và để khai màn cho một tuần mới thì hôm nay Tôn sẽ cùng toàn thể quý anh em sẽ đến với trận đấu khá hấp dẫn khi mà Brighton sẽ có quyết tâm giành được 3 điểm trọn vẹn ở cái vòng đấu thứ 35 này để chen chân vào cái nhóm được tham dự cúp châu Âu khi sẽ thay thế cái đội xếp trên là Tottenham. Còn đối thủ của họ là Everton thì cũng đang rất quyết tâm giành thắng lợi để có được cái hy vọng thoát khỏi cái vùng nguy hiểm và có thể bứt phá trong cái công cuộc trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trận đấu này được cho là vô cùng kịch tính vì cái mức độ quan trọng của mùa giải đang trong giai đoạn then chốt. Đội bóng nào sẽ có được 3 điểm trọn vẹn trong cái trận đấu này và đâu sẽ là mã kèo mang đến niềm vui chiến thắng cho anh em chúng ta thì hãy cùng đến với những nhận định của ekip Kèo Bóng Tôn Tử chúng tôi ngay bây giờ về cái cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Brighton với Everton sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút tối nay ngày 8 tháng 5 năm 2023. Để anh em có được những cái tự tin nhất định trước khi đầu tư nhé. Những cái chú chim Hải Âu Brighton đang âm thầm vươn lên để có được cái vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu trên bảng xếp hạng, trong khi mùa giải chỉ còn có 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Với nỗ lực và quyết tâm của mình trong cái thời gian vừa qua, họ đang dần chuyển hóa giấc mơ của mình thành hiện thực bằng cách đã giành chiến thắng 5 trên 8 trận đấu gần nhất ở cái giải ngoại hạng Anh. Ở lúc này, Brighton đang được xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 55 điểm, nhưng họ mới thi đấu có 32 trận. Và cơ hội dự cúp châu Âu của Brighton là rất sáng khi họ cũng chỉ kém cái đội đang xếp bên trên là Tottenham có 2 điểm và họ cũng đang thi đấu ít hơn đến tận 3 trận. Và nếu như thi đấu tốt hơn khi toàn thắng ở những cái trận đấu còn lại của giải đấu thì Brighton có thể sẽ tiến xa hơn với tấm vé là tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh cấp câu lạc bộ là Champions League mùa tới. Những ai đang quan tâm đến câu lạc bộ này chắc cũng không lạ gì phong độ khi được thi đấu trên sân nhà của họ ở mùa giải năm nay. Đặc biệt
là trong 10 trận đấu gần nhất tại sân Amex thì Brighton cũng đã có được 8 trận thắng tại đây. Vì thế sân Amex sẽ là cái điểm tựa để Brighton tiếp tục vươn lên và nghĩ về tấm vé được tham dự ở Cúp châu Âu mùa tới. Ở trong khi đó thì đối thủ của họ ở cái trận đấu tối nay là Everton thì cũng đang xếp áp chót ngay trên bảng xếp hạng với 29 điểm và chỉ kém cái nhóm trụ hạng lúc này là Leeds United có 1 điểm mà thôi. Đội bóng vùng Merseyside chỉ còn có 4 trận đấu nữa để cứu vãn cái số phận của mình. Dù vậy trong thời gian qua họ cũng đã thi đấu quá là tệ. Bằng chứng là đội bóng này cũng đã không giành chiến thắng trong 8 trận đấu gần nhất ở cái đấu trường này. Ở trên sân khách thì Everton thậm chí còn kém cỏi hơn khi cũng đã không thắng trong 15 trận đấu liên tiếp. Điều này khiến cho Everton trở thành kênh yêu thích của giới đầu tư cho cái cửa trên mỗi khi mà họ tham đấu anh em nhé. Chính vì cái thành tích bết bát như vậy thì cũng đã khiến cho người hâm mộ xếp họ là cái kẻ đầu tiên phải rớt hạng ở mùa giải năm nay. Và cũng chính vì cái lẽ này mà nhà cái cũng đã tăng tỷ lệ chấp của Brighton từ -1 lên đến -1/4 khi thị trường giao dịch được mở cửa trong buổi sáng hôm nay. Và cho đến tại thời điểm này khi Tôn đang làm video thì mức kèo cũng đã được tăng đột ngột lên đến tận 1/2 thì cũng đang cho thấy giới mộ điệu họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng đậm dành cho đội chủ nhà. Và cái mức kèo này đang là cái tỷ lệ chấp lớn nhất của Brighton khi gặp Everton trong lịch sử của mình. Nhưng điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên khi họ cũng đã có thành tích thi đấu quá tốt trên sân nhà. Và việc mới đây họ cũng đã từng hủy diệt Wolverhampton lên đến 6-0 và thi đấu áp đảo trước MU để có được chiến thắng 1-0 là cái điều minh chứng cho sức mạnh của họ anh em nhé. Vì vậy ở cái mã kèo chấp bóng thì các bạn có thể cân nhắc đầu tư cho Tôn ở hai mã kèo là Brighton chấp 0.5 cho hiệp 1 cũng như là 1.5 cả trận là sự lựa chọn tối ưu nhất nhé. Còn về kèo tài xỉu ở trận đấu này, như theo dõi của những nhân viên cầm hậu đài của chúng tôi cho biết là cột mốc tài xỉu cũng đã tăng từ 2/1/2 lên đến 3 tính tới thời điểm sáng nay. Thì có thể thấy niềm tin ở giới mộ điệu cũng đang hướng về cái cửa tài nhiều hơn. 8 trên 12 trận đấu gần nhất của Brighton và 3 trên 4 trận đấu gần đây của Everton cũng đều có kịch bản nổ tài. Ngoài ra, hai cái cuộc đối đầu gần nhất của hai câu lạc bộ cũng đều có kịch bản tưng bừng bàn thắng với 5 bàn được ghi. Vì vậy, anh em có thể cân nhắc cho Tôn ở mức kèo tài 2.75 cũng như là tài 1.25 là cửa đi sáng để các bạn có thể đầu tư nhé. Tuy nhiên thì trên đây cũng chỉ là những mã kèo để các bạn có thể tham khảo mà thôi. Rất có thể các cái mã kèo sẽ được thay đổi khi chúng tôi cập nhật được đội hình ra sân chính thức cũng như mà khi chúng tôi có được những cái thông tin mật tiết từ bên đối tác liên minh. Vì thế, muốn có được những cái mã kèo chất lượng để các bạn đầu tư mang về thành quả tốt nhất thì hãy chủ động liên hệ cho Tôn qua Zalo theo số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram @kèobongtontu để được vào nhóm kèo bóng VIP của chúng tôi nhận kèo miễn phí mỗi ngày anh em nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin phép được kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy những nhận định của chúng tôi hay và bổ ích thì hãy cho Tôn xin một like, một đăng ký kênh để khuyến khích tinh thần cho những video chất lượng tiếp theo mà Tôn sẽ lên cho anh em tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Chúc toàn thể các bạn sẽ có được niềm vui chiến thắng trong những trận cầu mà các bạn quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.